Quay dọc tí cho khỏi mỏi tay. Vừa xoa quả bóng như vậy. Chắc chắn nó sẽ vào. Trời. Vừa rồi là đội Herenveen tổ chức tấn công qua một trường hợp mà hậu đã trực tiếp phá bóng trong chân đội bạn đang tấn công. Tuấn ơi, hôm nào về steak tiếp nha. Xoay ngang ngoài tay lắm. Xem cái này xem, không xem thôi. Xoay ngang điện thoại mỏi tay. Không xoay, có xem thì xem, không xem thôi. Tin chắc là trận đấu hôm nay hậu sẽ ghi điểm ở trong mắt huấn luyện viên. Mọi người đừng có chê, cứ xem đi. Ở ngoài sân này 3G, 4G lắm lúc nó rõ, lắm lúc nó mờ. Có ai muốn nó mờ đâu mà cứ bảo nét chứ không nét.
tôi không phải là TV nhá, để mà tôi quay diễn biến trận đấu, nếu bạn thích xem thì xem, không xem thì thôi. Tôi quay những cái mà người hâm mộ Việt Nam muốn xem, chứ còn tôi không cần phải quay trận đấu. Còn nếu bạn cảm thấy thích xem thì xem, không thích xem thì thôi. Nha. Đừng có yêu cầu tôi đã phải là nhà quay phim, mà tôi cũng chả có ăn tiền của ai, cho nên là tôi phải quay thế nọ quay thế kia nha. Quay ngang mỏi tay. Em chào anh Thanh. Hậu đã ra hiệu hoặc là đọc tên đồng đội khi mà muốn có bóng. Đấy là một dấu hiệu rất là tốt. Để mà sang một môi trường mới từ Việt Nam sang đây thì mọi người phải hiểu rằng ở nhà, cho dù Hậu là cầu thủ chính của câu lạc bộ Hà Nội và đội tuyển quốc gia, thì sang đây cũng phải cạnh tranh, và cạnh tranh rất là khốc liệt với rất nhiều những cầu thủ khác của họ nữa. Cho nên là mọi người hãy thật là kiên trì, kiên nhẫn, và cũng vì mọi người kiên nhẫn này cho nên hãy để cho Hậu có thời gian để học tập. Chính những cầu thủ lớn bây giờ, trước đó khi mà với cái tuổi 20 sang một cái đội trẻ, cần một cái đội bóng đá chuyên nghiệp ở châu Âu, thì cũng phải ngồi ghế dự bị, hay là ở Việt Nam người ta còn nói là xách nước bổ cam còn dài dài. Dạ anh Thanh ơi, khoảng 15 độ anh ạ. May mà lúc này cũng nắng nắng tí. Một không vụ béo ạ. Theo này mình đang dẫn hạ. Hôm nay Hậu đã có rất là nhiều bóng. Chả có ai sang đây được 11 ngày mà giỏi được tiếng cả. Các bạn thử nghĩ xem, nếu các bạn từ một vùng quê Thái Bình mới có 11 tuổi mà đã phải tập trung đá bóng ở mọi cấp độ, sau đó lại còn học tiếng Anh nữa, thì nó sẽ khó đến nhường nào. Nhưng mà tôi tin rằng với sự giúp đỡ của tập đoàn TNT, và với sự giúp đỡ của một đội ngũ hậu cần, và nhất là với sự giúp đỡ của câu lạc bộ và hỗ trợ rất là nhiệt tình, thì Hậu sẽ hòa nhập rất là nhanh. Và cho đến bây giờ thì mới chỉ có 11 ngày thì Hậu đã một mình làm được rất nhiều việc, tức là đã giao tiếp, đã kết bạn được một số các cầu thủ,
ví dụ như Hậu rất là thân với cầu thủ Alan Halilovic, là một trong những người bạn cũng khá thân của Hậu. Hậu có bóng, Ngày xưa hồi trước đây 30 năm khi mà tôi 18 tuổi một mình sang châu Âu thì tôi cũng hiểu cái cảm giác là không có gia đình, không biết tiếng, nó khó khăn như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì điều kiện nó cũng khác rồi, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cho Hậu cũng như từ phía hai câu lạc bộ Hà Nội FC và SC Heerenveen để Hậu có những điều kiện tốt nhất, nghĩa là chỉ mang giày ra sân tập và ra sân đá bóng, còn tất cả những việc khác thì có những người khác lo. Tỷ số 1-0 rồi. Tất cả những bạn nào mà comment lung tung, nói lung tung thì tôi sẽ block, như là tôi vẫn hay làm với những người mà tôi không thích. Quan điểm của tôi là như thế, cho nên là các bạn cố gắng là nếu mà xem thì trật tự rồi comment một cách có văn hóa, cũng như là tôi cũng nói là kể cả các bạn khi mà vào trong trang page của câu lạc bộ để lại những comment của mình thì hãy luôn luôn chứng minh mình là những người có văn hóa. Các bạn chửi bậy, các bạn làm loạn ở trong đây lên, người ta chỉ coi khinh người Việt Nam thôi. Các bạn nên nhớ là người ta không biết các bạn, một mình các bạn là ai cả, mà người ta chỉ nhìn thấy là đây là một số đông người Việt Nam vào đó phát ngôn bừa bãi, chửi bới lung tung. Các bạn làm xấu đi hình ảnh của người Việt Nam chỉ để thỏa mãn những cái mà các bạn muốn. Các bạn mà cứ vào trong page của người ta chửi bới rồi làm loạn lên thì từ giờ khi mà bất kỳ một câu lạc bộ nào mà để ý đến cầu thủ ở Việt Nam thì họ cũng sẽ phải suy nghĩ. Ai cũng hiểu là khi anh là một ngôi sao bóng đá, khi anh là một cầu thủ bóng đá, là một người của quần chúng thì anh phải chịu được áp lực. Nhưng áp lực ở đây không có nghĩa rằng một cách chửi bới một cách vô văn hóa, chả ai có một cái quyền gì để chửi bới người khác cả. Các bạn cứ thử nghĩ mà xem, người ta không biết những người chửi là ai đâu, mà người ta chỉ nói là người Việt Nam mình vô văn hóa, người Việt Nam mình cực kỳ vô văn hóa, cũng như vào nhà người ta vứt rác. Thí dụ như các bạn ở nhà các bạn mà người ta vứt rác vào nhà các bạn thì các bạn có chịu được không, đúng không? Từ đấy quay mà không nhìn thấy là có ra sân không mà vẫn còn hỏi. Bạn Đinh Thục đừng có nói là một số ít,
hãy vào trang page của câu lạc bộ Venlo hay là câu lạc bộ Heriman mà xem, thì nó là số ít hay nó là số nhiều. Mình cái gì xấu thì mình phải nói là xấu, chứ mình đừng có nói là số ít hay số nhiều.